Bí mật để đấu iPhone 12 của Apple Theo một hồ sơ bằng sáng chế gần đây của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc, hãng này có thể đang phát triển mẫu smartphone màn hình trượt, có thể kéo dài ra theo chiều dọc. Loại màn hình này có tỷ lệ 21 chia 9, màn hình lớn theo chiều dài chứ không phải chiều rộng, sẽ mang lại trải nghiệm xem tuyệt vời theo phong cách điện ảnh, giống như các bộ phim trên Netflix. Đây là kiểu thiết kế màn hình OLED linh hoạt được cho là gập lại ở phía dưới, cuốn quanh một chục. Khi trượt lên, màn hình sẽ mở rộng thêm 25%. Thiết bị này được cho là một trong những thiết kế smartphone cao cấp nhất của Samsung với mặt sau được bọc da và khung kim loại. Kiểu màn hình kéo dài này được Samsung đặt tên là Waterphone Display. Nó không giống với kiểu màn hình mà Huawei trang bị cho Mate 30 Pro được mở rộng ở hai bên. Đây chỉ là một trong những thiết kế mới được đồn đoán rằng Samsung sẽ áp dụng cho Galaxy S11 và Galaxy S11+. Trước đó, hồi tháng 7 năm nay, một bằng sáng chế khác của Samsung về smartphone màn hình có thể mở rộng theo chiều ngang cũng được cho là có thể áp dụng cho Galaxy S11. Một số tin đồn đầu tuần này cho biết, Galaxy S11 và S11+ sẽ là bộ đôi smartphone không nút bấm vật lý đầu tiên của Samsung.